qua Huy Phúc, qua Minh Thoát, Huy Phúc và Râm, mỗi ngày 2 giờ, giờ mùa đông Việt Nam từ 8 giờ, dạ không xin sớm hết, giờ mùa hè Việt Nam từ 8 giờ đến 10 giờ. Dạ, cho con 30 giây con mở bài. Nam mô Bích Thai, dạ con xin sám hối với đạo tràng. Dạ cảm ơn Phan Nguyệt cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Đây là chương trình Phật Pháp Bích Thai Thanh Ma trên Bao Thoát Facebook, cho mỗi ngày 2 giờ giờ Việt Nam, từ 8 giờ sáng, từ 8 giờ tối đến 10 giờ tối. Hilton từ 8 giờ sáng đến 10 giờ sáng, New York từ 9 giờ đến 11 giờ sáng, Cali từ 6 giờ đến 8 giờ sáng, Madrid từ 3 giờ đến 5 giờ chiều, Sydney từ 11 giờ tối đến 1 giờ sáng. Con Nhật Huỳnh thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức và thân chào tất cả đạo hữu. Hôm nay thứ hai ngày 15 tháng 3 năm 2021, Phật lịch 2564, giáo trình Phạn ngữ Pali, bài 28 Phạn ngữ nhân sanh nhân xưng đại danh từ âm há và tâm há, do tỳ kheo Giác Đẳng biên soạn, đồng giảng sư ngài Tỳ Siêu và tỳ kheo Giác Đẳng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa Minh Hạnh Từ Bi đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Nam mô Bích Tha Giá, con kính dâng mít đến sư. Nhất tâm định lễ Đức Như Lai, vật ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thệ, thế gian giải vô thượng điều ngự, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm định lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu Đức Phật Bảo, nguyện cầu Đức Pháp Bảo, nguyện cầu Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ sinh hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết khổ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa Minh Hạnh đã từ bi đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Nam mô Bích Thai Giá. Bài học hôm nay, học Phạn ngữ nhân sanh đại danh từ âm há và tâm há. Chúng con thành kính cung thỉnh thượng tọa Giác Đẳng từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay, và con kính dâng mít đến sư.
Dạ, quý vị có nghe được không? À, xin hỏi quý vị nghe được không vậy? Dạ. À, thưa vị, bắt đầu từ tuần này, thì Thượng tọa Tuệ Siêu sẽ soạn các bài học cho giáo trình Phạn ngữ Pali. Thật ra thì những bài học trước kia thì Thượng tọa Tuệ Siêu cũng giảng, nhưng mà cũng cũng biên soạn. Nhưng mà đó là những bài Thượng tọa đã soạn sẵn ở trong quyển Bali Hàm Thụ. Có lẽ là biên soạn trong Bali Hàm Thụ thì nó hơi khác với cái cách mà chúng ta học ở trong Pothos ở đây. Do đó tuần này thì Thượng tọa lại chính thức soạn riêng cho chương trình dạy trong Pothos. Chúng ta vẫn giữ phần kinh văn, nhưng mà theo phần kinh văn thì Thượng tọa đổi qua phần phát âm. Có lẽ là Thượng tọa cũng muốn quý Phật tử khi mà học thì đọc câu Phật ngôn. Chúng tôi mong rằng sự cố gắng mới này là một trong những nỗ lực cho quý Phật tử thấy rằng Chư Tăng luôn luôn cố gắng làm thế nào đó để quý Phật tử có thể theo học được một môn học mà tương đối là rất là cần thiết, nhưng mà lại hơi khó theo. Bởi vì quý vị thấy rồi, một tuần đó chúng ta chỉ học có một ngày, và trong một ngày học mà trong buổi học đó, mà nếu dạy ít quá thì không biết chừng nào học cho xong, mà nhiều quá thì quý vị không có theo kịp. Nên rất là mong rằng những gì mà Thượng tọa Tuệ Siêu nỗ lực để giúp quý Phật tử học đó sẽ là sự khích lệ chung cho tất cả chúng ta trong giáo trình Phạn ngữ Pali này. Bây giờ thì xin kính thỉnh Thượng tọa Tuệ Siêu bắt đầu cho bài giảng ngày hôm nay. Nam mô Bổn Thầy. Kính đảnh lễ Đức Phật, kính đảnh lễ giáo pháp, lễ chúng tinh văn đệ tử Phật. Kính chào Thượng Tôn Đức và tăng chào tất cả quý đạo hữu Phật tử. Kính trường Thượng tọa Nhật Trắng đã dẫn nhập cho bài học ngày hôm nay. Hôm nay thì vừa rồi Thượng tọa Nhật Trắng cũng có gợi ý cho chúng tôi tự soạn cái giáo trình để dễ giảng giải. Thượng tọa cũng nói rằng nếu mà cái môn Pali mà chúng tôi giảng mà bài đọc cái bài soạn nó không có theo ý, giảng không có hứng, không có hứng thú thì như vậy khó. Thưa quý vị, như lời Thượng tọa Giáo Đẳng nói khi nãy thì trước đây những cái bài cũng được trích từ Pali Hàm Thụ do chúng tôi biên soạn. Nhưng mà trong quyển Pali Hàm Thụ chúng tôi biên soạn là chỉ cô đọng văn phạm để cho người học Hàm Thụ tự họ nắm vững văn phạm, rồi họ đọc qua kinh điển, rồi họ tự tự hiểu, tự dịch. Cho nên ở đây đó, khi mà chúng ta biên soạn là chúng ta muốn trực tiếp cho các vị chúng ta học về cái mẹo văn phạm. Cứ mỗi một cái đưa ra, mỗi một cái điểm đưa ra thì phải có cái câu thí dụ
dẫn chứng. Một điểm thứ hai nữa là ở trong cái bài mà chúng tôi soạn đó, trước tiên là học văn phạm của ngày hôm đó, rồi sau đó chúng ta có một cái bài đọc như một câu Phật ngôn, một đoạn kinh, cũng giống như trước đây kinh văn gì đó. Nhưng mà ở đây chúng tôi cố gắng, chúng tôi tìm ra những cái đoạn kinh mà trong đó nó có liên quan đến bài học văn phạm. Như hôm nay chúng ta học về nhân xưng đại danh từ âm há và tâm há, thì trong Phật ngôn mà Đức Thế Tôn ngài dạy đó, thì nó có liên quan đến những cái nhân sinh từ mà chúng ta vừa học. Và cái điểm thứ ba đó, ở đây chúng tôi không gọi là bài đọc thêm, mà cũng không gọi là kinh văn, mà chúng ta gọi là phát âm, là bởi vì cái môn học phản ứng Bali ngoài cái việc mà chúng ta học văn phạm ra, chúng ta còn phải biết cách đọc Bali. Mỗi một ngày chúng ta đọc một bài ngắn thôi thưa quý vị, đó là một đoạn kinh. Thì như vậy, khi mà chúng ta học vừa xong văn phạm thì chúng ta cũng đã thuần thục trong cái việc mà chúng ta đọc kinh Bali. Cho nên chúng tôi đưa cái đoạn này nó trở thành cái mục gọi là phát âm. Chỉ có điều là chúng tôi đắn đo không biết là phải cho quý vị làm bài tập như thế nào, cho nên tôi không biên soạn về cái câu bài tập. Bởi khi mà nêu ra cái phần bài tập, những câu yêu cầu dịch từ Pali ra Việt ngữ và những câu từ Việt ngữ yêu cầu dịch ra, dịch sang Pali, cũng như trước đây xưa nay cũng đã từng làm bài tập kiểu đó. Nó có một điều làm cho chúng ta trở ngại là chúng tôi có hỏi sư Từ Tri là tại sao khi mà học Trung Bộ Kinh luôn luôn bài học có sẵn post lên trên bảng, MC đọc đến đâu thì post lên trên bảng đến đó, nhìn vào cái màn hình là đã thấy được. Nhưng mà riêng về cái môn Bali, dù cho có soạn thì chúng tôi cũng tự mình giải quyết, Phật tử chúng ta không có bài sẵn mà phải đi vào trong cái website
của chùa Pháp Luân hay là của lớp Phật Pháp để chúng ta lấy bài ra. Thì nghe sư Tùy Tri nói là copy vào trong room cũng không được, mà đánh trực tiếp thì đánh Bali cũng không được. Đó là cái trở ngại và làm cho chúng tôi đang có cái sự băn khoăn là cải tiến. Cái bước thứ hai là học văn phạm, rồi đọc một đoạn kinh cải tiến được. Nhưng mà cái chuyện mà làm bài tập cho đến bây giờ chúng tôi cũng chưa nghĩ cách làm sao cả để cho quý vị có thể làm bài tập được. Chúng tôi thấy dường như là các Phật tử chúng ta khi mà làm bài tập á, cũng ít có người làm, một hai người làm thôi, còn lại thì chúng ta không có làm bài tập được. Chắc có lẽ là khi làm bài tập á, quý vị cũng không thể đánh chữ Bali lên trên màn hình được, bởi vì chưa tăng các vị kỹ thuật cao như Thượng Tọa Giác Đẳng hay là sư Tự Tri có nhiều kỹ thuật về vi tính mà vẫn không thể copy mà dán lên trên, phát lên trên trong room được, thì các Phật tử chúng ta chắc có lẽ là quý vị không làm bài tập được. Mà nếu mà chúng ta học Pali mà chúng ta chỉ nghe giảng cái lý thuyết nhưng mà không có thực hành được thì thưa quý vị cũng bằng không. Chúng ta không có cái sự thực hành thì làm sao mà chúng ta học cho giỏi cái môn Pali được. Và khi nãy cô Dược Bình có hỏi là hôm trước học 27B rồi, xong hôm nay trở lại 26, bài 26. Để thưa quý vị, là vì chúng tôi muốn soạn theo cái cách dạy văn phạm để bản thân chúng tôi có cái sự hứng thú trong lúc dạy. Và nếu mà bây giờ tiếp tục thì bỏ đi những cái bài trước thì cũng không được. Mà sư Tự Tri hỏi chúng tôi là có phải bắt đầu lại từ bài 1 hay không, thì chúng tôi ngán quá thưa quý vị. Cho nên lấy cái bài 26 tức là bài đại danh từ, từ chúng ta lấy cái mốc ở chỗ đại danh từ đó để chúng ta đi vào từng phần sắp tới. Như vừa rồi chúng ta học tới phím chỉ đại nhân từ hay là chỉ thị đại nhân từ, biểu thị đại nhân từ. Nhưng mà trong những bài đó thì chúng ta
chỉ có trích đoạn ở trong Pali Hàm Thụ cái bản chia thôi thưa quý vị. Mà khi mà lên trên lớp mà chúng tôi gặp cái bản chia đó, chúng tôi cứ đọc cho đến hết rồi nghĩ như vậy thì không có lợi ích gì, không có ý nghĩa gì hết. Cho nên ở đây chúng ta phải quay trở lại từ đầu đại danh từ, tức là bắt đầu từ bài 26. Tuần tới chúng ta sẽ học bài 27. Cứ 26, 27, 28 gì đó. Thực ra thưa quý vị, chúng tôi đã đọc qua nhiều cái giáo trình thì giáo trình của Myanmar, cái tức là trường đại học Phật giáo quốc tế dạy cái giáo trình cũng chỉ có 32 bài thôi, chỉ có 32 bài là hết cái phần cơ bản, hết cái phần cơ bản. Một cái giáo trình khác là được dạy ở trường Phật học ở Malay, Malaysia thì cũng chỉ có khoảng chừng 30 bài. Còn cái giáo trình của Ngài Buddhadatta ở Tích Lan đó thì được 26 bài thôi. Nhưng mà thực ra thì cái trong tất cả ba cái giáo trình mà chúng ta có trong tay đó, thì cái giáo trình sơ cấp 26 bài của Tích Lan do Ngài Buddhadatta biên soạn, chúng tôi thấy cái giáo trình đó dễ học và chúng ta dễ nhập môn, dễ nhập môn. Giáo trình này mà ngày xưa Thượng tọa Giác Đẳng và chúng tôi đã học, tất nhiên với cái điều kiện hiện tại là chúng ta đang học mạng Internet nó cũng gặp nhiều cái trục trặc, cho nên chúng tôi cũng sẽ không có y cứ vào cái giáo trình của Ngài Buddhadatta. Bây giờ chúng ta thử ngày hôm nay học cái giáo trình tự biên soạn mà để xem quý vị có hiểu được hay không. Nếu mà quý vị không có hiểu được á thì ở đây thì chúng tôi sẽ bàn lại với Thượng tọa Giác Đẳng là cái ngày thứ hai cũng vẫn là học Pali, nhưng mà cái ngày đó đó là chúng ta dạy kinh Pali cho Phật tử, tức là chúng tôi phân tích từ vựng, ngữ nghĩa, cấu trúc câu, rồi chỉ cho quý vị đọc đọc theo những cái bài thông thường thôi. Bài thông thường tức là xài chúng ta sử dụng trong bình trong nhật hành. Nhật hành tức là hàng ngày chúng ta tụng kinh như thế nào thì bây giờ chúng ta học lấy gì, chứ chúng ta không có trích dẫn từ ngữ trong Trung Bộ, Trường Bộ hay là trích dẫn trong Tương Ương Tăng Chi. Bởi vì trích dẫn như vậy
thì quý vị cũng như giống như học trung bộ kinh vậy, nó cũng không có khác gì, chỉ khác gọi là nó có cái mặt chữ Pali chút vậy thôi. Cho nên khi đó chúng tôi sẽ đề nghị là thí dụ như mỗi một ngày chúng ta học kinh lễ bái Phật bảo, đọc cho thuộc hết, cho thuần thuộc rồi đó, với cái ý nghĩa không phải lấy ý nghĩa từ ở trong cái bản kinh mà chúng ta tụng, mà ở đây chúng ta đọc thì đọc văn bản Pali đó, nhưng mà khi chúng ta nói ý nghĩa đó thì chúng tôi sẽ phân tích từ vựng văn phạm để quý vị hiểu được. Khi mà chúng ta đọc cái đoạn kinh Pali đó, chúng ta tụng hàng ngày đó, thì chúng ta hiểu ý nghĩa đó. Còn nếu mà quý vị muốn tụng tiếng Việt đó, thì theo cái bản kinh tụng, bản kinh tụng ở hải ngoại hoặc là bản kinh tụng ở trong nước ở Việt đó, thì có cái bản dịch đó, thì chúng ta nào giờ đọc quen. Thí dụ như khi nói con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phật Ca Qua đó, hay là bởi A La Hán cao thượng được chứng quả chứng minh tri do ngày tự ngộ không thể chỉ dạy, chúng ta đọc bài kinh đó, nhưng mà cái bài kinh đó, cái đoạn kinh tiếng Việt đó không có sát với Pali cái câu Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa, đâu có sát nghĩa được. Hoặc là như cái đoạn kinh Vô Sanh Đi Sinh Đô Quá Rập Bô Thì Mù Lê, thì xưa giờ trong bản kinh tụng chúng ta, Đức Phật tham thiền về số tức quang, ngồi trên bồ đoàn dưới bốn cây bồ đề quý báu, hay là cội bồ đề trang nghiêm từ thiền tịnh, thắng thiên ma dạng biến trùng trùng gì đó, thì chúng ta đọc cái đó, chúng ta đọc kinh tụng đã được làm cho mướt văn. Nhưng mà nếu mà chúng ta trở lại nói về ngữ nghĩa văn phạm á, thì nó không có sát. Cho nên bây giờ mục đích chúng ta học kinh Pali á, là chúng ta làm cho sát nghĩa cái đoạn đó. Còn khi trở về bình thường thì chúng ta tụng sao cũng được, tụng bài nào cũng được. Thì cái suy nghĩ của chúng tôi là như vậy. Không biết Thượng Tọa Giác Lãnh với chư Phật tử chúng ta trong room có ý kiến như thế nào, thì cái đó để sau khi giảng xong cái bài học ngày hôm nay thì chúng ta sẽ bàn. Thượng Tọa Giác Lãnh là Thượng Tọa chấp nhận theo cái điều mà chúng tôi mới vừa trình bày. Dạ, xin cảm ơn Thượng Tọa. Chúng tôi nghĩ là học Pali ở trong, học kinh Pali ở trong room, trong lớp Phật Pháp của Thầy Thông Má, học cái chương trình đó thì có thể là chúng ta tiếp cận được với Pali, tiếp cận được Pali lúc ban đầu. Khi mà quen rồi thì sau đó chúng ta sẽ chúng ta sẽ có cái hướng để chúng ta làm văn phạm. Bây giờ trở lại bài học ngày hôm nay đó, thì thưa quý vị,
Trước hết chúng ta nói sơ qua về cái tự loại trong cái tiếng Pali. Trong văn phạm tiếng Pali, tự loại trong văn phạm tiếng Pali chứ, chúng ta nói bốn cũng được, mà chúng ta nói sáu cũng được, sáu tự loại hay là bốn tự loại cũng được. Bốn tự loại đó là chúng ta nói về danh từ, hay là danh tự loại. Thứ hai là chúng ta nói về cái tiếng động từ, động từ loại. Thứ ba là chúng ta nói về cái tiếng từ ngữ của bài sắc á. Và thứ tư là chúng ta nói về những cái bất biến từ Nipata. Từ cái từ bốn bốn tự loại này chúng ta sẽ có nhiều cái tự loại khác. Thí dụ như danh tự loại Namasapada, Namasapada là danh tự loại đó, thì nó gồm có danh từ Namanama. Cái tiếng danh từ Nama, Nama thì quý vị hiểu danh từ là gì rồi. Là cái tiếng để chỉ người, vật, đồ vật, hay là lại danh từ để chỉ cái sự kiện của vật. Thí dụ như danh từ nói là Phi Tú là người cha, Ma Tú là mẹ, Pha Tú là người anh trai, em trai, Pha Kinh Lý là chị gái hay em gái, Pô Tá là đứa con trai, Thi Tú là đứa con gái, vân vân. Những cái đó chúng ta gọi là danh từ. Danh từ Bút Thác, Thâm Bát, Sang Khác, Phật Pháp Tăng cũng là danh từ. Rồi danh từ rồi tới tỉnh từ Gunanamat. Tỉnh từ tức là cái tiếng nói lên cái đặc tính của cái danh từ, đặc tính của danh từ chỉ sự vật. Thí dụ như khi chúng ta nói về màu sắc thì màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu trắng, màu đen, hay là cao thấp, rộng hẹp, sâu cạn, dài ngắn, những cái tiếng xanh vàng đỏ trắng, ni lát, pi tát vàng, rát tát là đỏ, xê tát là trắng, dài là đi khát, ngắn là rát sát, sâu là gâm phi rát, cạn là uttana, rộng là quý tha rát, hẹp là sang khít tát, vân vân. Những cái từ mà để chỉ cho cái thể hay là cái đặc tính của cái danh từ, như chúng ta nói con voi trắng bạch tự, thì con voi đó là một danh từ.
Nhưng mà màu trắng bạch xe tá là tỉnh tự, xe tô hạt thiết là có vô rắn hay là bạch tượng, thì chúng ta xài gì? Chữ khuất đặc cô ghi hô căn nhà nhỏ, ghi hát căn nhà là danh từ, và nhỏ chữ khuất đặc cá thì nó là một tỉnh từ, lớn nhỏ cao thấp vân vân đều là tỉnh từ cả. Mà ở trong cái tiếng Bali đó, về cái danh từ loại, danh từ và tỉnh từ bao giờ nó cũng phải phù hợp với danh từ mà nó định tính, nó phù hợp ở ba phương diện, tức là nó phải đồng tính với danh từ, nó đi với danh từ nam tính thì tỉnh từ nó sẽ chia theo nam tính, mà tỉnh từ đi theo cái danh từ nữ tính thì nó sẽ là nữ tính, mà tỉnh từ đó mà đi theo cái danh từ trung tính thì nó sẽ là trung tính. Danh từ ở số ít hay số nhiều thì tỉnh từ đi theo cũng phải ở số ít hoặc là số nhiều, ngoại trừ ra số đếm thì nó có cái nguyên tắc riêng, cái nguyên tắc đặc biệt đó. Thì như vậy cái thứ hai, cái điều thứ hai, cái từ loại thứ hai ở trong cái danh từ loại đó thì đó là tỉnh từ. Rồi thứ ba gọi là đại từ, là tiếng này nó sẽ đi kẹt, nó sẽ đi độc lập một mình để nó thay thế cho cái tiếng danh từ. Tỉnh từ thì thường thường nó phải đi kèm với danh từ. Thí dụ như nói nhiều vị tỳ kheo thì nhiều đó là tỉnh từ, mà vị tỳ kheo là danh từ thì nó phải đi kèm. Nhưng mà khi nói đến vị tỳ kheo tên Itinama đi vào làng khất thực, sau khi khất thực trở về, vị ấy đã đến một gốc cây và ngồi nghỉ trưa. Thì chữ vị ấy xài chữ sô là đại danh từ thay thế cho chữ tỷ kheo. Khi mà chúng ta nói đến một danh từ chúng ta đã trình bày trước rồi thì cái mệnh đề sau đó chúng ta xài tiếng đại danh từ để thay thế như danh từ của mệnh đề trước đã nói. Trong thành phố có nhiều dân cư, họ đã sống bằng những cái nghề nghiệp chất là thương mại, thì cái tiếng họ xài chữ T, tác là đại danh từ thay thế cho chữ dân cư vân vân. Chúng ta cái tiếng đại danh từ chúng ta xài nhiều thì danh từ loại nó có ba là danh từ, tỉnh từ, đại danh từ, đại khái như vậy. Rồi
chúng ta chi tiết thêm danh từ, có cái danh từ thuần túy hay là danh từ đơn, có những cái danh từ ghép, có những cái danh từ chuyển hóa từ căn của động từ, hay là từ một cái danh từ khác mà nó làm cái danh từ mới. Thì cái đó học học văn phạm Pali cao cấp thì chúng ta sẽ làm cái này. Nhưng mà ở buổi đầu tiên thì chúng ta cứ gom tất cả những cái đó, cái nào làm chủ ngữ của câu được thì ta cứ cho nó là danh từ. Cũng như tỉnh từ vậy, tỉnh từ miêu tả thì như màu sắc hay là cái hình thức, thì chúng ta gom vậy. Nhưng mà thật ra có những tỉnh từ nó được xuất phát từ một cái danh từ, rồi nó phối hợp thêm một tiếp vị ngữ để mà nó thành một cái tỉnh từ cũng có. Rồi số đếm cũng là tỉnh từ, chúng ta gọi tỉnh từ số đếm Sankhya, về Sankhya Gunanama là số đếm, chẳng hạn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Eka, Dvi, Tí, Chattu, Pancha là 5, Kha là 6, Satta là 7, Attha là 8, Navā là 9, Dasa là 10, Ekadasa là 11, Dvadasa là 12, vân vân. Rồi 100, 1.000, rồi 100.000, rồi đến 1 triệu, nhiều trăm triệu, rồi tới tỷ, vân vân. Chúng ta xài những số đếm vậy. Còn cái loại mà Purana, Gunanama là tỉnh từ, tỉnh từ số thứ tự, thí dụ như thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, thứ tám, đúng không? Ông ấy có 7 người con trai, thì cái số 7 đó là tỉnh từ số thứ tự, là số đếm. Nhưng mà khi nói đến ông ta có 7 người con trai, mà người con thứ 5 là một vị, là một nhà học giả, vân vân. Người con thứ 5 là nhà học giả, thì chữ thứ 5 đó là tỉnh từ số thứ tự, chứ không phải là 5 người con, mà là người con thứ 5 chỉ có một người thôi. Thì cái này chữ số đếm là Pancha, mà số thứ tự là Panchama, Panchamu. Chúng ta sẽ học tới cái đó. Như nói học tới cái đó chứ không biết gì nào học tới cái đó của chúng ta. Chắc có lẽ là đời sau chúng ta sổ, chúng ta học qua liên tiếp. Rồi thưa quý vị, về cái đại danh từ đó thì chúng ta có nhân xưng đại danh từ, nó chỉ gồm có hai tiếng, tức là âm hát, có nghĩa là ngôi thứ nhất đó, là tôi, chúng tôi. Tâm hát, tâm hát là ngôi thứ hai, là anh, các anh, ngươi, các ngươi, mày, chúng mày, vân vân. Rồi trong cái biểu thị đại danh từ đó thì chúng ta có phím chỉ hay là liên quan đại danh từ, chẳng hạn như Sapa là tất cả, anh nhá là khác, giá là cái nào đó, anh nhá tara cũng cái nào đó,
là phim chỉ đại nhân từ, rồi chỉ thị đại nhân từ, rồi nghi vấn đại nhân từ. Chúng ta có nhiều cái tiếng đại nhân từ. Danh từ loại nó chia ra gì? Thì ở trong danh từ loại tiếng Pali, dầu cho danh từ tỉnh từ đại danh từ đi nữa thì cái nguyên tắc là nó danh từ loại là nó xài theo ba tính, tức là nam tính, nữ tính, trung tính, hay giống đực, giống cái, giống trùng. Chỉ riêng về nhân xưng đại danh từ là nó không có, nó không có phân biệt tính. Một người nam nói chuyện thì vẫn là an tôi, và người nữ khi mà họ nói chuyện về họ thì họ cũng nói an tôi. Một thiện nam thì sinh giới cũng là an phan tê tisande na saha panchasi lăng gia cha lý. Bạch ngài cũng xin thọ trì ngũ giới với tâm quy. Mà phận sự nữ thì cũng nói ahang phan tê tisande na saha lăng gia cha lý gì cũng xài chữ ahang, không có phân biệt. Và cái đại danh từ nếu mà nói về ngữ cách á, thì nó chỉ có 8 ngữ cách á, tức là ngoài nó trừ ra ngôn cách là không có nói tới, chỉ có 7 ngữ cách: từ, chủ cách, đối cách, sở dụng cách, chỉ định cách, xuất sức cách, sở thuộc cách, định sự cách, bao nhiêu thôi. Nhưng mà cái tiếng liên quan đại danh từ hoặc là biểu thị đại danh từ thì chỉ thị đại danh từ thì nó mặc dù đó 7 cách nhưng mà nó nam tính, nữ tính, trung tính. Thí dụ tá lãi thì chúng ta nói xô, tức là anh ấy. Rồi chúng ta nói xa, tức là chị ấy, cô ấy. Còn tăng là nó. Chúng ta xài gì? Thì khi mà chúng ta nói tự loại, mà danh tự loại thì thưa quý vị là chúng ta học rất nhiều để mà chúng ta có được. Thí dụ trong cái danh từ loại đó, rồi chúng ta có cái danh từ gọi là danh từ ghép, hay là danh từ hợp thể samasa. Thí dụ như người Phật tử chúng ta, Phật tử chúng ta sinh giới ba na thi ba ta Viramani Sikha và Đăng Samadhi Yami. Con xin thọ trì điều học là kiên tránh sự sát sanh. Thì nguyên cái cụm từ, cái danh từ mà gọi là Panathipata là phải hiểu chữ Pana là chúng sanh, nó kết hợp với chữ Atipata tức là sát hại. Cho nên ba na tí ba ta là xuất của cái danh từ ba na tí ba ta là sẽ xuất sức cách. Vì khi mà nói Viramani tức là cái sự kiên tránh, thì tránh cái gì thì cái đó phải sẽ xuất sức cách. Cho nên cái danh từ ghép ba na tí ba ta là sẽ xuất sức cách. Thì đó là chúng ta xài danh từ ghép, hoặc là như chữ Rajaputo là hoàng tử,
cũng là danh từ ghép, Raja là vua, Ranyo Puto con trai của đức vua gọi là Raja Puto là hoàng tử. Chúng ta xài gì? Còn những cái danh từ mà chuyển hóa, thí dụ như phi khú là vị tỳ kheo, mà bây giờ muốn nói đến một nữ tỳ kheo đó thì chữ phi khú đó nó phải phối hợp với một cái tiếp vĩ ngữ ni, thành ra phi khú ni là tỳ kheo ni. Thì đó là cái danh từ chuyển hóa chúng ta sẽ chỉ mà phân tích ra đó để chúng ta thấy rõ vậy. Nhưng mà khi mà chúng ta dịch trong dịch kinh điển đó, hay là chúng ta đọc kinh tụng, chúng ta tụng kinh hoặc là chúng ta dịch dịch kinh đó, thì chúng ta không cần phải phân tích văn phạm chi cho nó tẳng hẳn tỉ mỉ như vậy. Chúng ta chỉ cần biết cái ngữ nghĩa của nó được rồi. Chỉ có những trường hợp cả một cái danh từ dài thì chúng ta phải phân tích ra. Thí dụ như cái điều giới thứ bảy trong Bát Quan Trai đó, Nacchigitawa Ditavisukadasana Malagantavile Panatha Ranamandanavifusatathana. Thấy một cái danh từ mà nó dài như vậy đó là nó hợp thể nhiều thành phần. Nát chát là một, ghi tá là hai, qua đi tá là ba, quý phu sát nát là bốn, ma la là dòng qua, gành thác là mùi hương. Quy lê ba nát tức là cái dầu, với dầu thoa, sức vân vân. Tharana tức là cái đồ trang điểm vậy đó. Visu Visu ka dasana chúng ta xài rất là nhiều trường hợp. Múa hát thổi kèn đờn sẽ múa hát nghe đờn kèn, trang điểm thoa bậc thông giờ phấn đeo tràng hoa nè, nó nguyên cái cụm từ dài như vậy. Chúng ta gọi là đây là gọi là samasat, là danh từ ghép hay là một cái hợp thể danh từ, danh từ hợp thể. Thì trong tiếng Bali nó cũng hơi có cái sự rắc rối một chút, quý vị, chỉ hơi rắc rối vậy thôi chứ không phải là quá rắc rối đâu. Thì ở đây đó, cái tự loại thứ hai mà chúng ta cần phải học trong tiếng Bali là động từ. Cái tiếng động từ là một cái tiếng thuật từ Kiriya, là để nó nấu lên cái hành động của chủ từ. Thí dụ như đi đứng nằm ngồi ăn uống nhai nếm thôi, thì cái động từ đó chúng ta phải học cho kỹ. Động từ nó có ba thì là quá khứ, hiện tại, vị lai. Nó có tám cách nối, tức là hiện tại cách, thì hiện tại, rồi quá khứ cách thì nó có thì quá khứ thì có quá khứ cách Achatani Hiyatani Paroka là bất định khứ cách. Hiện khứ cách là quá khứ gần, và Hiyatani là quá khứ cách, là quá khứ đã qua mà còn xác định thời gian. Còn Paroka tức là bất định khứ cách là quá khứ nhưng mà không có rõ ràng cái thời gian, phân ra vậy. Rồi bệnh lên cách, xứ xứ cách,
Động từ mà mệnh lệnh cách có nghĩa là cái động từ nó ước vọng, hy vọng hoặc là ra lệnh. Chủ yếu là lấy nghĩa ra lệnh, ví dụ như hãy đi, hãy đứng, hãy nằm, hãy ngồi, hãy tạo phước, hãy làm điều thiện, vân vân. Rồi khả năng cách là cái sự hy vọng hay là cái sự chủ ý, hoặc là một cái khả năng nó có thể xảy ra nếu sống hay là có thể sống hoặc là cần phải sống. Nó sợ cái gì? Chúng ta chưa có học tới với cái này. Từ bài 1 cho đến bài 25 hình như là chúng ta chỉ mới có quá khứ, hiện tại, vị lai. Mà quá khứ, hiện tại, vị lai đó thì chúng ta chỉ xài hiện tại, thì chúng ta tiến hành cách quát tán mana. Còn quá khứ thì chúng ta thông thường chúng ta chỉ xài achatani, tức là quá khứ qua, vừa qua trong ngày hôm nay. Hồi nãy mình đã làm cái gì thì cái đó achatani. Hồi sáng mình đã làm cái gì thì đó là achatani, qua ngày hôm nay, quá khứ của ngày hôm nay. Còn chiều hôm qua tôi đã đi đến một cái ngôi chùa, thì bây giờ xài hiyatani, tức là quá khứ của ngày trước, trước trước nữa. Còn khi nói đến Sakwa Etadavocha, Đức Thế Tôn đã nói như sau, thì lúc bây giờ cái chữ Avocha là xài Barokha, tức là bất định khứ, tức là không có định được cái thời gian, mặc dù biết là quá khứ. Là cách đây trên 26 thế kỷ Đức Thế Tôn đã nói như vậy. Thì cái này xa quá cho nên không có xác định, không phải là quá khứ của ngày hôm nay, quá khứ ngày hôm qua hay ngày hôm kia gì hết, mà là cái chuyện xưa lắm rồi, thì kể như là Barokha. Tiếng Bali đó thưa quý vị, nội mà chúng ta học về ba tự loại của danh từ tỉnh từ, đại danh từ của danh từ loại và động từ cũng đã là mệt lắm rồi. Rồi còn thêm hai cái nữa, tức là chúng ta thêm về cái tiếp đồ ngữ để cho chúng ta biết, thí dụ như gacchati là đi đến, mà chữ athi gacchati có nghĩa là đạt đến. Cái này danh từ trừu tượng, danh từ thiết, đạt đến hay chứng đắc, giả thiết là tí. Chữ á đề hí, chữ đề hắc á tí gây cho tí. Á ba gây cho tí có nghĩa là tránh đi, tránh đi. Thêm cái tiếp đồ ngữ bá. Cho nên á, khi mà chúng ta học Pali, chúng ta nhớ một số tiếp đồ ngữ và một số tiếp vị ngữ của bài Sắc Giá và Bách Chi Giá. Cái hai cái tự loại này cũng rất là quan trọng, thú vị. Đừng coi thường cái tiền tố và hậu tố, tiền tố từ và hậu tố từ nữa. Chúng ta đừng coi thường. Nhiều khi dịch kinh điển mà chúng ta không có để ý là chúng ta cũng khó. Thí dụ như khi nói đến Anusota thì chúng ta phải nói là xuôi dòng sông, xuôi dòng nước, mà nó có tí sota là phải ngược dòng. Anu qua tá là xuôi gió, có tí qua tá là ngược gió,
chữ Anu với chữ Pati là một cái tiếp từ ngữ đó, thì chúng ta thấy nó rất là quan trọng. Còn như tiếp vị ngữ, thí dụ chúng ta nói Thập Bát là giáo pháp hay là nguyên tắc, mà chúng ta thêm cái tiếp vị ngữ là ý cá, thành chữ thâm ý cá, thì có nghĩa là thâm ý cá, nó có nghĩa là sống theo pháp, là cái gì nó hợp pháp á, thì cái đó gọi là thâm ý cá cũng được. Cho nên cái tiếp đầu ngữ, tiếp vị ngữ trong tiếng Pali chúng ta cũng cần phải học đó. Mà nói đến cái này thì hình như trong lớp của chúng ta nó còn xa xôi lắm, cái chuyện đó còn xa xôi lắm, cái chuyện đó giống như là cái chuyện khoa học viễn tưởng vậy đó thưa quý vị. Khi mà bàn đứng ở chỗ này là lớp chúng ta là không thể nào mà tưởng tượng ra được, vì chúng ta không có thì giờ, một tuần học chỉ có một buổi, buổi 2 tiếng, mà lại chúng ta không có bản viết để mà chúng ta trình bày, thì chúng ta sẽ không có giỏi được. Rồi cái tự loại cuối cùng mới gọi là Nipata, tức là bất biến tự. Thì bất biến tự ở đây nó có nhiều nhiều loại bất biến tự, tức là những chữ mà nó không có chia cắt, nó không có biến thể ở trong cái mạch văn, thì như vậy gọi là bất biến tự. Thí dụ như tiếng trạng từ, giới từ, liên từ, tháng từ, hay là những cái điện từ hoặc là những cái hương từ, cái đó thì chúng ta không có thể biến cách được, không có thể không có biến cách mà không có phân quán nó được, thì cái tiếng đó coi vậy chứ cũng quan trọng chứ. Thí dụ như á chát là hôm nay, thì chữ á chát đó dạy trong mạch văn cỡ nào đi nữa cũng là á chát. Á chát tắc ghê đà ni thê rô mai hăng pha rô hăng bí thê rá sá pha rô. Á chát tắc ghê tức là kể từ ngày hôm nay trở đi, thì chữ á chát đó nó chia là một trạng từ chỉ thời gian. Á chát là hôm nay, xuống quê là ngày mai, hi vô là ngày hôm qua, Parahiyo là ngày hôm kia, Parasukwe là ngày mốt. Chúng ta xài gì? Hoặc là buổi sáng là Pato, buổi trưa là Sayang, xế chiều là Sayang. Rồi buổi Pachapattang là buổi trưa. Rồi buổi tối chúng ta xài cái chữ Padme, sáng trưa chiều tối khuya, tất cả những cái đó là trạng từ chỉ thời gian hết. Rồi những chữ liên từ chát và bí api và hay cũng là hoặc là tất cả những thứ đó chúng ta gọi là một một liên từ. Giới từ thí như là cùng với, tôi đi thành phố với người bạn của tôi, cùng với người bạn của tôi, thì chúng ta phải xài cái giới từ sắp thinh xa hát đi kèm với sử dụng cách. Bởi vì nếu không kèm đó thì nói tôi đi thành phố ra thì đó bằng chiếc xe, tôi đi thành phố bằng xe. Mà nếu mà nói rằng Ahang biết tiền á, Nagarang cái chari, tôi đi thành phố
chúng ta xài không có giới từ, mà chúng ta chỉ xài cái chữ bích tát là người bạn. Chúng ta sẽ chia theo sử dụng cách đó. Người ta tưởng đâu là đi thành phố bằng người bạn, tức là người bạn cổng mình đi, giống như chiếc xe chở mình đi vậy đó. Thành ra giới từ nó rất là cần thiết, vân vân. Những cái thứ đó chúng ta phải học. Bây giờ chúng ta ghi nhớ, trong tiếng Pali nó đơn giản chỉ có bốn cái tự loại đó thôi. Chúng ta chịu khó đào sâu bốn tự loại là chúng ta giỏi Pali rồi. Cái đó là chúng ta học cô động lại. Khi mà trình bày cho quý vị nghe trong một tiếng đồng hồ nói về cái nội dung của văn phạm Pali, thì trình bày vậy chúng ta trở lại cái bài học nhân sinh rễ trừ, chúng ta thấy nó chỉ nhỏ xíu, một chút xíu thôi, một chút xíu mẹ văn phạm, thì nó cũng không có cái gì. Nhân xưng đại danh từ, khi nãy chúng tôi có nói là tiếng thay thế cho danh từ để chỉ ngôi vị khi mà mình nói chuyện, nói ra. Thí dụ như Ahang Thamma Ogan Hami, thì chữ Ahang đó là nhân xưng đại danh từ. Tôi học giáo pháp mấy dân có thực căn bát tha mát, chúng tôi đọc sách. Chữ mấy dân cũng là nhân xưng đại nhân từ. Toàn cụ hình quá sĩ anh sống ở đâu? Chữ toàn đó là nhân đại nhân từ ngôi thứ hai, hoặc là số nhiều là tâm hê bà rắc cà mê ná cầm anh tăng cà rô thác. Các anh hãy chăm chỉ làm việc. Chữ tâm hê đó cũng là nhân xưng đại nhân từ. Như vậy trong câu A Hăng Mai Văn Toan tâm hê đều là những tiếng nhân xưng đại nhân từ. Nhân xưng đại nhân từ trong Pali không có phân biệt ngữ tính và linh giác. Thay vì người ta nói là tính thôi, nhưng mà chúng tôi xài cái ngữ tính, có nghĩa ngữ ở đây là ngôn ngữ. Chữ linh giá là tính. Là nam tính, trung tính, nữ tính. Nam tính, nữ tính, trung tính. Hay giống đực, giống cái, giống trùng. Nhân xưng đại nhân từ trong Pali chỉ dùng có bảy ngữ cách. Quy phát tiếng là chủ cách, đối cách, sở dụng cách, chỉ định cách, số sức cách, sở thuộc cách và định sự cách, trừ ra hô cách, alabana. Nhân xưng đại nhân từ vẫn có hai ngữ số là số ít và số nhiều. Bây giờ cái cách mà chúng tôi dạy ở đây đó là chúng ta không có xài cái bảng chia. Chúng ta không có xài cái bảng chia. Bởi vì cái bảng chia, chúng tôi nghĩ rằng là nếu mà ghi một bảng như vậy, đọc từ cái chỗ cách mình xài cho đến cái định sở cách đó, thì quý vị không biết là mình học vậy để làm cái gì. Cho nên chúng tôi xài từng câu. Thí dụ như một là chủ cách, thì nhân xưng đại danh từ âm hát về chủ cách có hình thức số ít là a hăng
số nhiều là ma văn hoặc là âm hề. Thí dụ như ahang vatthakang patthami, tôi đọc sách. Ahang đó là chủ cách số ít. Ma văn thamang ganhama, chữ ma văn là chủ cách số nhiều, chúng tôi học giáo pháp. Còn chủ cách của nhân xưng đại danh từ tâm hát thì có hình thức số ít là toan và số nhiều là tâm hê. Thí dụ toan kinh cà rô xí, anh làm gì? Tâm hê su răng ba phí vật thác, các anh đừng uống rượu. Thì như về chữ toan tâm hê ở trong, ở trong câu thí dụ đó là chủ cách. Và chúng ta nói đến cái cách thứ hai là đối cách. Nhân xưng đại danh từ âm há, chia đối cách hình thức số ít là măng, ma măng. Nó hai hình thức xài lên, chúng ta muốn xài chữ nào xài. Hoặc là trong bản kinh có đôi khi chúng ta gặp đối cách là măng hoặc là ma măng để mà chúng ta biết. Và số nhiều nó là âm hê âm ha căng nô. Thí dụ như bố thô khắp ma túc ma măng, xin Đức Phật tha thứ cho con. Thì chữ ma măng đó là đấu cách của nhân xưng đại danh từ âm hát. Chúng ta đừng có hoang mang là tại sao mà nó có cái dạng hoàn toàn khác biệt với cái chữ gốc của nó. Thí dụ chữ âm hát mà đấu cách nó là chữ ma măng. Bây giờ quý vị có hỏi chúng tôi tại sao nó biến thể được như vậy, nó biến dạng được như vậy, thì chúng tôi cũng xin thưa rằng hồi xưa chúng tôi đi học, chúng tôi cũng không có được nghe giải thích tại sao vậy. Cái tiếng cổ ngữ này đã lâu, có lâu lắm rồi, từ thời Đức Phật, trước thời Đức Phật nữa. Thì bây giờ chúng ta học làm sao chúng ta viết vậy thôi. Đi qua Rakhantuno Sada, xin chư thiên hãy luôn luôn hộ trì chúng tôi. Thì chữ nô đó cũng là hình thức đấu cách của chữ âm hát. Đấu cách của nhân xưng đại danh từ hình thức số ít là tăng, tao quăng, tu quăng. Và số nhiều là tâm hê, tâm ha căng vô. Thí dụ như nói, thí dụ này chúng tôi chỉ cho một tiêu điểm một vài câu thôi, chứ không có cho thí dụ hết những cái trường hợp tâm hê tâm ha căng vô. Chúng ta thí dụ kasma so ta quan akosati, tại sao nó mắng chữ anh? Thì chữ ta quan trong trường hợp này có nghĩa là ngôi thứ hai đại danh từ, ngôi thứ hai đối cách số ít. Garu tâm ha căng o wadati là thầy, vị thầy giáo huấn các anh, hay là dạy, vị thầy dạy dỗ các anh. Chúng ta nói đến cái sử dụng cách. Sử dụng cách của nhân xưng đại danh từ âm há có hình thức maya mê, số nhiều là âm hê phí âm hê hi no. Chúng ta thí dụ nhân xưng đại danh từ âm há sử dụng cách đó, số ít maya cái tăng quy nhân phước cho tôi làm. Chữ maya đó là sử dụng cách của âm há. Hoặc là thí dụ tham mô âm hê hi xích thích tập bồ, pháp cần được học bởi chúng ta, cần được học tập bởi chúng ta. Còn sử dụng cách của nhân xưng đại từ tâm há thì số ít là toa gia
tá gia tê, và số nhiều là tâm hê hí, tâm hê phí, nô, vô, vô. Thí dụ, vui nhân tá gia ca tập băng, phước cần được các anh làm. Tâm hê hí cái chân a ta băng, sự diệt tâm phải do các ngươi. Chứ tâm hê tá gia hay tâm hê hí, trong trường hợp này để sử dụng cách của tâm hát. Bây giờ chúng ta sẽ qua đến chỉ định cách. Chỉ định cách của nhân xưng đại danh từ âm hát, nó có hình thức số ít là mắm mát, may hăng, mà măng, mê. Chúng ta có nhiều trường hợp. Và số nhiều là âm hăng, âm ha căng, nô. Thí dụ như may hăng đi ca ra tăng a tha giác, vì lợi ích lâu dài cho tôi. Chữ may hăng á, chữ may hăng là chỉ định cách số ít. Phát qua âm hăng tham măng đê xê, đê xê hí. Ở đây chúng ta chỉnh lại. Xin Thế Tôn hãy thuyết pháp cho chúng con. Chúng ta xài chữ DC tí là hiện tại cách, là tiến hành cách. Còn khi mà chúng ta xài DC hí có nghĩa là mệnh lệnh cách. Hãy thuyết pháp. Còn chỉ định cách của nhân xưng đại danh từ tâm há có hình thức số ít là tâu quá, tùy hăng, tê. Số nhiều là tâm hăng, tâm ha căng, vô. Thí dụ như tùy hăng bất căng đâm bí, tôi cho anh quyển sách. Thì chữ tùy hăng đó là chỉ định cách số ít. Vô vô thăm mát, quên vô đi sẽ tô bao nhiêu tô. Pháp luật mà ta đã giảng dạy cho các ngươi, trong trường hợp này nó lại là chỉ định cách số nhiều. Bây giờ chúng ta nói đến số sức cách. Số sức cách của nhân xưng đại danh từ âm hát có hình thức số ít là maya, số nhiều là âm hay phí, âm hay hí. Thí dụ như so maya phayati, nó sợ tôi. Khi mà chúng ta xài cái động từ cảm tính mà thương yêu kính trọng thì đối tượng chúng ta xài chỉ định cách. Nhưng mà nếu chúng ta xài động từ cảm tính mà ghét, sợ hay là tránh xa thì đối tượng tránh xa đó, đối tượng ghét đó phải xài cái xuất sức cách. Nói thêm cái chỗ đó một chút. Tâm hê âm hê hí bậc gacchata, chữ gacchata, chữ gacchata ở đây có một chữ t thôi, ở đây đánh cái chữ sai cái số 5 đó, là chữ sư tự tri bỏ cái chữ gacchata chứ không phải chata, bỏ một chữ t lấy chữ TH được rồi. Chúng ta chỉ sai cái chính tả và dạ, đúng là cái chữ đó gì đổi. Các anh né tránh chúng tôi. Còn số sức cách của nhân xưng đại danh từ tâm há đó có hình thức là tọa gia, ta gia, và số nhiều là tâm hê phi tâm hê. Thí dụ như gia cho cô ta gia a ha răng lập thằng hồ tí, người ăn xin nhận được vật thực từ nơi anh.
Xin lỗi vì cái câu này sửa là chữ lắc thô hồ tí, lắc thô hồ tí chứ không phải lắc thăng. Vô nhân qua ba băng qua tâm hí cơ tăng. Dạ, xin cảm ơn Thượng Tọa Giác Đẳng. Phước hay tội được làm từ các anh, tức là do các anh thôi, chứ không có ai làm hết. Thứ sáu là sở thủ cách á, của nhân xưng đầy danh từ âm hát, có hình thức số ít là mắm mát, mây hăng, mà măng, mê. Nó trùng, nó giống như là chỉ điện cách vậy. Và số nhiều là âm hăng, âm ha căng nô. Thí dụ như putame, thát năng mê, chữ thát năng là tài sản chứ không phải thâm măng. Số sáu, số sáu. Cái thí dụ sở thuộc cách Thượng Tọa quan hỷ sửa dùm cái chữ, cái câu thí dụ ở trong Pháp Cú. Dạ đúng rồi, Puta mê thạc năng mê tí, nó nghĩ con tôi tài sản của tôi. Người ngu nghĩ vậy nên sanh ra phiền muộn, chứ tự ta ta không có, con đâu tài sản đâu. Nhưng mà mình trích cái câu đầu để mà mình nói thôi. Sở thuộc cách của nhân xưng đại danh từ tâm tâm hát, số ít là tâu quá tuy hăng tê, số nhiều là tâm hăng tâm hạ căn vô. Thí dụ như cái chữ này thiếu chữ thí dụ, tuy hăng ghê hô quá thắc kinh na cà tô, ngôi nhà của anh tuy hăng ghê hô được xây dựng bởi người thợ mộc. Tâm hăng Buddha Panita hoàn tí, các con của các anh là những người thông minh. Bây giờ định sở cách á, của nhân xưng đệ nhân từ là âm hát, nhân xưng đệ nhân từ âm hát có hình thức số ít là ma dí, số nhiều là âm hề xúc. Thí dụ ma dí ba san nô sô, nó tịnh tính nơi ta. Đức Phật này nói ở trong cái câu kệ Pháp Cú số 2 đó, là khi mà thiên tử Quá Thức Quân đã lý hiện xuống dẫn người cha mà đi đến Đức Phật đó, rồi hỏi rằng làm sao mà có thể nhìn ngài mà con tôi chết mà sinh được cõi trời. Thì Đức Phật con trả lời rằng tại vì nó khởi lên cái lòng tịnh tính nơi ta rồi sanh được cõi trời. Âm hê xuống cô thô thí, không có hiềm hận ở chúng tôi. Chữ âm hê xuống là xài định sẽ cách. Còn số sức cách của nhân sao vậy? Cái câu chót sai rồi. Định sở cách của nhân xưng đại danh từ tâm há có hình thức số ít là tóa, tóa dí, tá dí. Và số nhiều là tâm hy xúc. Thí dụ như tá dí sạch thô là á thí, nơi anh có niềm tin, tâm hệ số quy qua đa nát thí là giữa các anh không xung đột.
Thì như vậy đó, đại khái xem những cái thí dụ đó chúng ta sẽ biết được rằng cái tính nhân xưng đại danh từ đó, nó tùy theo trường hợp ngữ cảnh mà nó chia, nó ở hình thức nào chúng ta nhìn vào chúng ta biết ý nghĩa đó, chứ không phải là một từ. Ở trong tiếng Việt chúng ta thì nó không có cái dạng đó, cứ là tôi dù cho tôi làm hay là nó đánh tôi, hoặc là được làm bởi tôi hay là hãy cho tôi, hoặc là của tôi, cái nào cũng tôi hết. Rồi mình thêm một cái giới từ đi kèm. Nhưng mà ở trong tiếng Pali thì chỉ cần cái chữ chữ âm h, chúng ta chia cách đó là chúng ta biết. Như vậy đó là cái bài học của chúng ta ngày hôm nay. Hôm nay quý vị Phật tử chúng ta khỏe rồi, khỏi cái lời mà tập. Bây giờ chúng ta bước qua cái phần đọc kinh Bali, đọc kinh Bali. Thì hôm nay cho quý vị những cái câu, ba cái câu kinh Bali mà gọi là lời di, ba lời di huấn tối hậu của Đức Phật khi mà Đức Thế Tôn là sắp niết bàn. Cái câu thứ nhất Đức Phật ngài dạy rằng: Yo ho ananda fikuwa fikuni wa upasako wa upasawa upasika upasikawa upasika, chứ không phải là saka nè. Cái bản kinh ở trong ba câu này quý vị có không? Thammanu thamma patipanno viharati. Xin thượng tọa quan hỷ chỉnh lại dùm chính tả cái chỗ upasako upasika. Sư Từ Tri đánh đánh cái chữ đó. Dạ dạ đúng rồi, sư, cảm ơn sư Từ Tri. Upasako upasika thammanu thamma patipanno viharati sami chi patipanno anuthammacari so tathagatam sakkaroti karu karoti maneti pujeti paramaya pujaya. Ở trong cái câu này đó thì nó tiện chúng tôi mới ra, chứ trong cái câu Phật ngôn này thì không có cái đại danh từ đó, không có nhân xưng đại danh từ. Cái chữ vô nó là liên quan đại danh từ, vô phiết khú qua gia phiết quân đi vô upasako gia upasika. Nhưng mà Đức Phật ngài xài chung lại, ngài chỉ xài một chữ đại danh từ là chữ vô, và chữ khô là một định từ. Thì chữ vô này á là một đại danh từ. Vô phí khú là vị tỳ kheo nào, vô upasako là người cận sự nam nào, còn nếu mà nói tỳ kheo ni nào thì phải là gia phí khú ni, gia upasika là cận sự nữ nào.
Nhưng mà ở đây đó thì Đức Phật ngài vẫn sử dụng được, trong cái mạch văn này ngài vẫn sử dụng được là vô khô ananda phiku wa phiku ni wa upasiko wa upasika wa nè ananda, vị tỳ kheo hay tỳ kheo ni hay cận sự nam hay cận sự nữ nào hành pháp tỳ pháp thamma nupatipanno, thực hành chân chánh sami chipatipanno, thực hành đúng pháp anuthammacari, chữ sô là một tiếng đại danh tích, nhưng mà cái này là biểu thị đại danh vị ấy hay là người ấy, tatha gata roti sakkaroti sô tatha gata sakkaroti là vị ấy kính trọng, vị ấy kính lễ, gấu caro tí là kính trọng, ma này tí là kính ngưỡng, phù chì tí là cúng dường, như lai bằng cái sự cúng dường tối thượng, parama với phù chài. Câu này thì có ý nghĩa quá rõ ràng, chút xíu nữa thượng tọa giác đẳng sẽ nói sơ cái ý nghĩa ba câu này cho quý vị nghe. Thì ở đây khi mà chúng ta đọc nguyên đó thì chúng ta đọc như thế này, quý vị có thể đọc từng câu cũng được hay là đọc liên tục cũng được. Nếu mà chúng ta đọc tụng á thì chúng ta tụng như thế này: Vô khô ananda bhikkhu va bhikkhuni va upasako va upasika va dhamma do dhamma patipanno viharisami cipati patipanno anuthammacari so tathagatang sakkaroti karo karo ti mane ti puje ti paramaya pujaya. Còn khi mà chúng ta đọc bình thường á thì chúng ta cứ vô khô ananda phikkhu va phikkhuni va upasako va upasika va dhammanu patipanno viharati sami ci patipanno anuthammacari so tathagatang sakkaroti gakaroti maneti pujeti paramaya pujaya. Cái đời chúng ta đọc bình thường, chúng ta nói bình thường, và khi mà chúng ta tụng, khi mà chúng ta đọc Pali có hai: một là chúng ta tụng, hai là chúng ta đọc, ba là chúng ta nói chuyện thì khác. Như cái câu này đó, hồi xưa là Đức Phật nói cho các tỳ kheo, chứ ngài không có đọc, ngài không có tụng nữa. Mà bây giờ chúng ta đem thành kinh tụng thì chúng ta tụng vậy thôi. Câu thứ hai này thiện có nhân xưng đại danh từ. Vô là phím chỉ đại danh từ, chữ vô ở đây đó là nhân xưng đại danh từ, là câu thứ hai: cho các ngươi ananda là một tiếng khô khởi ngữ hay là vô cách, là cái tiếng ngài gọi ananda, nè ananda. Madhya là nhân xưng đại danh từ của âm hát, là thứ hai. Cách thứ ba: tham mô cho quý vị vô chát, pháp và luật sẽ chủ ngữ đi si tô pa nha tô su vô mà má chi ye na sát tha. Ở trong câu này đó chúng ta có những cái tiếng đại nhân xưng đại danh từ mà không có xài cái chữ lớn mà xài cái chữ tắc vô. Còn cái chữ maya đó là chúng ta xài cái chữ nguyên, chữ chia, không có xài chữ tắc.
Thì như vậy trong câu này có nghĩa là vô vô anh anh đất ma gia tham mô chất vi ni vô chất đi si tô pa nha tô su vô mà mắt chi yê nè sắc tha này anh anh đã pháp và luật mà Như Lai đã thuyết giảng chế các ngươi. Chữ vô có nghĩa là cho các ngươi pháp luật ấy sô đại, nó thay cho cái chữ tham mô vi ni giá, chữ ấy chữ sô. Nhưng mà chúng ta dịch ra thì chúng ta sô thì chúng ta phải xài là tham mô chất vi ni vô chất pháp luật ấy, để người ta nghe hiểu. Chứ không lẽ chúng ta nói pháp luật nào mà Như Lai đã chế lập, đã thuyết giảng, đã chế lập cho các ngươi ấy là thầy của các ngươi, thì nghe nó nghe thoáng qua thì chúng ta hơi khó hiểu chút. Cho nên phải xài là thầy của các ngươi sau khi ta diệt độ. Vô vô anh anh đáp bây giờ tham mô cho quý đại vô cho đi sự tô bây nhá tô sô vô mà mắt chì đi mà mắt chì dê để sắp thà. Rồi cái câu sau cùng đó, thì cái câu này Đức Phật này dạy cuối cùng nhất, gọi là tối hậu á. Nay Hanada Nít, này chưa tỳ kheo, sau này chúng ta lưu ý cái chữ này á, mà xài hô cách á, thì chữ này không có dấu ớ. Chữ này mà có dấu ớ là thí dụ cái này, cái này cái kia thì mới có dấu ớ. Còn khi mà nói này ăn đa, này các vị kheo thì không có dấu ớ. Đó là nguyên tắc trong cái bản in. Nay này các tỳ kheo, ta khuyên bảo các ngươi các hành là pháp hoại diệt, hãy tinh tấn chớ rồi nhị vui. Phí khờ quê này các tỳ kheo, Hanada ni nay Amantayami vô, ta khuyên bảo các ngươi. Chữ vô trong trường hợp này là đối cách của tùm há. Quân nhật tham ba sankhara, các hành là pháp hoại diệt. Appamadena sambade thati, hãy tinh tấn chớ có dễ vui. Appamadena chớ có dễ vui. Như vậy trong câu này Hanada ni phích khờ quê amantayam vô vaya thamma sankhara appamadena sambade thati. Thì hôm nay ở trong cái bài học về phản ứng Pali, chúng tôi chỉ trình bày về nhân xưng đại danh từ bấy nhiêu đó. Rồi bây giờ còn thời gian cỡ khoảng chừng 20 phút, xin kính thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng Quang Hỷ giải thích một cho Phật tử nghe về ba cái câu Phật ngôn mà hôm nay ở trong cái bài học Pali chúng ta vừa đọc. Xin kính thỉnh Thượng Tọa. Sa thú kính trình Thượng Tọa Tuệ Siêu. Thưa quý vị, trước khi
chúng tôi nói về ý nghĩa của bài ngày hôm nay, chúng tôi muốn quý Phật tử làm hai câu trắc nghiệm, hai câu trắc nghiệm này để chúng ta nhớ một ít về những gì được giảng ngày hôm nay. Câu trắc nghiệm đầu tiên thưa quý vị, câu trắc nghiệm đầu tiên là chúng ta có cái câu câu này, câu chúng ta tìm ở trong câu này chữ nào là nhân xưng đại danh từ. Đó là vô vô ananta. Quý vị biết là ở trong cách đọc của người Việt Nam, người Campuchia thường thường chúng ta gọi là ananda, tập hai là ananda, ananda, nhưng mà người Tích Lan đó, người Tích Lan và Ấn Độ đó thì chữ, họ không đọc chữ đá ở cuối như chúng ta, họ đọc là ananda, ananda. Ananda thì chữ Ananda là chữ tên là họ đọc ngắn, âm ngắn thì vô vô Ananda Maya Dhammo Chavinayo Chadeseto Banyato Sovo Bamachayena Sattha. Đây Ananda pháp và luật mà Như Lai đã thuyết giảng chế lập cho các ngươi, pháp luật ấy là thầy của các ngươi sau khi tại diệt độ. Thì quý Phật tử quan hệ tìm cho một chữ nào ở trong câu này mà quý vị nghĩ rằng đó là nhân xưng đại danh từ. Xin mời quý Phật tử. Không biết ở trong lớp học có vị nào theo dõi bài học ngày hôm nay không? Có lẽ là quý Phật tử chưa có theo dõi bài học lắm. Thật ra, và cái nhân xưng đại danh từ ở trong câu này đó là chữ vô đó thưa quý vị. Và vô, ấn ra thì chữ vô cũng là nhân xưng đại danh từ. Nhưng mà chữ vô ở đây đó, nó là đi qua đại danh từ. Thí dụ như chữ vô đó đi với tham mô, vô đi với nay vô. Và tham mô với nay vô và pháp và luật. Và pháp và luật nào là chữ vô cũng là đại danh từ. Nhưng mà cái nhân xưng á, ở đây chúng ta nói chữ nhân xưng đại danh từ chứ không phải là đại danh từ không. Nhân xưng đại danh từ đó, thì cái chữ vô, và chữ vô đó tức là các thầy, chỉ cho chữ thầy kheo các thầy. Bây giờ chúng ta thử tìm cái chữ đó là hỏi chữ thầy kheo. Như Lai nhắc nhở các con là pháp hành là quả diệt, hãy tinh tấn chứ có dễ vui. Handada ni pikkhave amantayami. Rồi chúng ta tìm một chữ điền vào chỗ đó. Rồi vajathamma sankhara appamadina sambandhi thati de thati. Đã quý vị Phật tử quan hỷ tìm cho bốn chữ mà A là vô, B là mama, C là tum he và D là vô. Dạ, quý vị nghĩ là A B C D chữ nào được thì quý vị Phật tử chung hay cho biết. Có lẽ là quý Phật tử nãy giờ nghe bài pháp phẩm hơi nhiều, quý vị không có nhớ được cái chữ ở tại tại đây là Như Lai nhắc nhở cho các con đó. Dạ, các con tức là các thầy hay các ngươi thì chữ chúng ta phải dùng chữ vô, chữ vô, dạ, chữ vô. Thưa Phật tử, chúng tôi biết rằng chương trình Phạn ngữ đó nó vẫn còn là một cái thử thách lớn cho lớp học chúng ta. Về phía các vị giảng, về phía giảng sư thì chúng tôi nghĩ rằng chúng ta tổ sư đang bắt đầu soạn các bài học cho giáo trình thì thượng tọa sẽ dễ chịu. Nhưng mà quý Phật tử thì có lẽ học hơi nhanh và càng lúc càng nhiều, nên quý vị khó mà nắm vững và có nhớ hết. Đó là lý do tại sao khi mà chúng tôi soạn giáo trình thì chúng tôi soạn tương đối rất là ngắn hơn là con thượng tọa tự siêu. Nhưng mà khi soạn ngắn quá, như quý vị thấy thượng tọa tự siêu bài học ngày hôm nay thượng tọa giảng chỉ có trong vòng 21 phút, dạ 21 phút thôi. Tôi đi qua quý vị cũng rất là khó nhớ. Do đó, đó là lý do tại sao
quý Phật tử không có làm bài nhiều. Chúng tôi muốn hỏi quý Phật tử là quý vị có nghe chúng tôi có nghe chúng tôi nói chuyện được không? Dạ, quý vị có nghe được không? Dạ. Yeah. Thưa quý vị, trong cái phần bài đọc ngày hôm nay đó, thì chúng ta có ba câu Phật ngôn, và ba câu này đó, thì tất cả chúng ta đều rất là cần ghi nhớ, học đồng lòng. Nếu không học được tiếng Phạn thì chúng ta học được tiếng Việt. Đây là di ngôn của Đức Phật, mà có khi chúng ta gọi là di giáo, tức là những lời mà Đức Thế Tôn đã để lại cho chúng ta khi mà Ngài sắp viên tịch. Và ở trong ba câu này đó, kể cả một câu mà Đức Thế Tôn đã nói trước khi Ngài nhập thiền, và sau khi nhập thiền Ngài viên tịch mà Ngài không còn nói thêm gì nữa, đó là những di ngôn sau cùng, đó là lời dạy sau cùng. Thì câu đầu tiên, thưa quý vị, trước cái hiện tượng hoa sa la nở sái mùa để cúng Phật, thì chúng ta cũng phải nói thêm rằng cái hoa sa la mà chúng ta gọi là hoa hàm rồng hay là cannonball mà chúng ta thường thấy ngày hôm nay như ở Việt Nam, hoa mà có cái trái to giống như trái banh tròn à, và cái hoa mà màu đỏ mọc từ dưới lên, thì cái hoa đó là loại hoa nở bốn mùa, nó không phải là loại sa la mà ở tại Kushinara nơi Đức Phật Ngài viên tịch. Và sa la không phải là sa la ở nơi Lumbini. Cái sa la mà nơi Đức Phật Ngài viên tịch vẫn còn tới ngày hôm nay đó, thì cái hoa sa la nở theo mùa, thưa quý vị. Dạ, nó có bị chứ phải nở bốn mùa. Và cái hoa đó đó, cái cây đó nó giống như một loại gỗ mà chúng ta gọi là gỗ đàn hương hay là giáng hương. Vì giáng hương thì cái hoa nó từng chùm nhỏ, không có lớn. Dạ, và khi mà hoa sa la nở sái mùa cúng Phật đó, thì Đức Phật Ngài dạy rằng này Ananda, Ngài nói với tôn giả Ananda, tại vì tôn giả Ananda ngồi gần với Đức Phật và ngồi kế bên Đức Phật, trong khi chư tỳ kheo ngồi có một khoảng cách với Đức Phật, thì Đức Phật Ngài nói rằng bất cứ vị tỳ kheo, tỳ kheo ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ, tức là bốn chúng đệ tử đó, dù là xuất gia, tại gia, nam hay nữ, mà hành pháp, tùy pháp thực hành chân chánh pháp, thì người đó cúng dường Như Lai bằng cách, bằng sự cúng dường tối thượng. Yeah, bằng sự cúng dường tối thượng. Tức là ở trong đời sống hàng ngày của chúng ta, dù chúng ta có lại Phật, thắp nhang, thắp hương, hay là chúng ta cúng những cái chuyện mà rất là linh đình, rất là trọng thể, thậm chí là treo đèn hoa khắp cả thành phố, thậm chí là bỏ ra hàng trăm hàng ngàn Mỹ Kim để mua bông hoa để chứng cúng lên đất thiên đường, thì cái sự cúng dường đó tuy là trọng thể, nhưng mà khi mà chúng ta có thì giờ ngồi xuống để niệm hơi thở, để niệm tâm tư, khi mà chúng ta thọ bát quan trai giới, thọ ngũ giới, khi mà chúng ta ngồi quán vô thường, khi mà chúng ta cố thực hành lời Đức Phật dạy, thì những ai thực hành lời Đức Phật dạy, đó là sự cúng dường tối thượng. Và cúng dường tối thượng, cái chữ cúng dường tối thượng ở đây gọi là Parama Giá, Pucha Giá, và Pucha Giá là cúng dường. Parama Parama Giá là tối thượng, Parama Giá Pucha Giá là sự cúng dường tối thượng. Chúng ta nhớ như vậy. Thành ra không có nghĩa là chúng ta phải dùng hương đăng hoa quả hay là tổ chức những lễ trọng thể mà gọi là cúng dường tối thượng. Cúng dường cũng tốt chứ không sao. Yeah. Nhưng mà nếu mỗi buổi sáng hay buổi tối mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta có nghĩ tưởng đến Đức Phật và mình ngồi thiền được ở trong 1 phút thôi, 2 phút, 3 phút, 4 phút hành trì theo lời Đức Phật dạy, hay là tới ngày quý thọ bát quan trai giới, hay là như chúng ta có học Phật pháp tại đây, thì cái đó cũng là sự cúng dường Đức Phật. Và những ai hành theo giáo pháp Đức Phật gọi là cúng dường Như Lai cách cao thượng, tối thượng. Giáo pháp Đức Phật không phải là để chúng ta
cất giữ cẩn thận như là một cái cổ vật trong miền bảo tàng, không phải chỉ để chúng ta lễ lại giống như là một cái ngẫu tượng, mà giáo pháp Đức Phật là để đem áp dụng vào trong đời sống để thực hành. Chúng ta nhớ có cái cách thực tiễn trong đời sống. Và chỉ có những người thực hành theo giáo pháp Đức Phật đó, thì mới thực sự làm cho giáo pháp được sống, được tồn tại. Và cái dạy thuyết của Đức Phật là một lời dạy rất là quan trọng. Và nếu nhắc đến những di ngôn sau cùng của Đức Phật, thì di ngôn này không thể không nhớ đến là sau khi Như Lai biên tịch rồi, và pháp và luật mà Như Lai đã thuyết giảng đó, sẽ là thầy của các con. Ngày hôm nay thưa quý vị, chúng ta thường chạy theo một số vấn đề gọi là cá nhân. Dạ, thì cá nhân thì không có hoàn hảo. Cá nhân thì nếu mà gọi một hoàn hảo nhất là cá nhân của Đức Phật thực và các vị thánh đệ tử mà các ngài đã viên tịch rồi. Và do vậy, ngay khi Đức Thế Tôn ngày viên tịch, mặc dù có rất nhiều vị đại đệ tử, nhưng mà Đức Phật ngài vẫn ân cần nhắc một điều rằng chính giáo pháp là thầy của các con. Điều này có ba cái nghĩa mà chúng ta cần nhớ. Là thứ nhất á, là cho dù chúng ta đi chùa nào, đi với thầy nào, thích thầy nào đi nữa, thì chúng ta phải nhớ rằng chúng ta phải học Phật pháp. Dạ, chúng ta phải lấy giáo pháp làm trọng. Và thứ hai đó là cái chuẩn mực mà để chúng ta tư duy, để chúng ta thẩm định, để chúng ta suy nghĩ, đó là giáo pháp chứ không phải là vị thầy. Con người chúng ta hay có cái bệnh đó là khi mà mình thích một người nào á, người nói cái gì chúng ta cũng cho là đúng hết, nhưng mà điều đó nó không có đúng với lời dạy Đức Phật đâu. Đức Phật dạy rằng dù rằng đối với một vị thầy rất có tiếng tâm, hay là một ngôi chùa rất có tiếng tâm, hay là một cộng đồng tăng chúng có tiếng tâm mà có tuyên bố gì đó, thì hãy đem đối chiếu điều đó với pháp và luật. Thành ra một ở trong những cái bộ phận thiêng liêng của chúng ta là học Phật pháp và học có cơ sở, có căn cứ. Tại sao chúng ta duy trì lớp học này? Là bởi vì chúng ta muốn rằng những lời dạy của Đức Thế Tôn ở trong kinh tạng thường ít có Phật tử để ý lưu tâm đến, được đem ra ở tại đây, được chúng ta đọc lên, được chúng ta trình bày, giảng dạy, được chúng ta thảo luận, được chúng ta phân tích. Dù thế nào đi nữa đó, thì không phải ý kiến của chúng ta là ý kiến tối thượng. Đối với tất cả chúng ta, những phàm nhân, những người đi sau, những người hậu học, và là những con người có những khuyết điểm con người đó, thì giáo pháp mới là sự tôn quý, giáo pháp là chuẩn mực, giáo phước pháp là kim chỉ nam. Và khi mà nói giáo pháp là kim chỉ nam á, thì chúng ta không thể giảng giải giáo pháp một cách tùy tiện, và ở đó chúng ta phải học một cách nghiêm túc, và chúng ta phải cùng nhau thảo luận tại sao có những điều đáng đã đọc rồi mà chúng ta cần phải được nói đi nói lại, cần phải bàn đi bàn lại. Bởi vì sao vậy? Chúng ta muốn trắc nghiệm là từng cái góc nhìn đó chúng ta có nhìn toàn diện được hay không. Từ cái hiểu ngày hôm nay, cái hiểu đó có trùng hợp với sớ giải với kinh điển kinh truyền xưa hay không, từ cách học của chúng ta ở đây và những nơi khác có gì biệt thế nào hay không, chúng ta phải cân nhắc. Thì thưa quý vị, chúng ta có một bậc đạo sư là Đức Phật, và Đức Phật cho chúng ta những lời dạy rất là cao quý, nhưng mà chúng ta lại không có nghe, chúng ta lại không có nghĩ rằng chúng ta nên hiểu rõ về lời dạy của Đức Phật. Chúng ta là con của Phật thì nhớ rằng Đức Phật dạy, sau khi Như Lai viên tịch rồi, pháp và luật mà Như Lai đã giảng dạy chính là thầy dạy của các con. Chúng ta nên tâm niệm câu đó để thấy rằng mình không có nên chỉ biết có một vị thầy, chỉ biết có một hội chúng. Ngày hôm nay quý vị rất là nguy hiểm, rất là tai hại, là người ta hay lập ra những sơn môn, lập ra những tông phái, lập ra những nhóm tu học, mà người ta không chịu đặt vấn đề là mình nên học hỏi tâm tạng kinh điển như thế nào. Chúng ta quên đi cái gốc của mình, quên đi cái cơ sở căn bản của mình. Đó là điều rất là đáng tiếc. Thì cái lời dạy thứ hai, Yogo Ananda Maya Thammo Chaniya Vinayo Chani Seto Panyato Sovo Mama Chaye Nasatha. Và chữ Satha cuối cùng là bậc đạo sư hay là vị thầy.
Sau khi ra viên tịch rồi, pháp và chính là thầy các con. Thưa quý vị, lời dạy thứ ba và cũng là lời dạy cuối cùng, chúng tôi không muốn dùng chữ tối hậu ở đây, tại vì cái chữ tối hậu có nhiều khi chúng ta được hiểu là cái gì mà quan trọng nhất, không có gì hơn, nó mang ý nghĩa trừu tượng. Do đó chúng tôi muốn dùng cái chữ gọi là di ngôn sau cùng, tức là Đức Thế Tôn đã thốt những lời này rồi sau đó Ngài không nói thêm gì nữa, đó là di ngôn sau cùng. Thì trong di ngôn sau cùng này, Đức Phật dạy là tất cả pháp hữu vi hay là pháp hành đó đều là vô thường, các con phải tinh tấn. Đây là một lời dạy rất là nặng ký cho tất cả chúng ta, bởi vì khi mà chúng ta nói đến tất cả pháp hữu vi, tức là những cái pháp mà sanh lên do nhân do duyên, thì pháp đó đều có chung cái đặc tính là có sanh thì phải diệt, có tụ thì có. Thì pháp hữu vi ở đây là gì? Pháp hữu vi ở đây tức là tất cả những gì chúng ta thấy, chúng ta nghe, kể cả cái thân của chúng ta, kể cả tâm của chúng ta, kể cả ngôi chùa của chúng ta, kể cả giáo pháp của chúng ta, kể cả những người thân, những gì mà chúng ta có, kể cả rung Phật pháp của Gautama này, tất cả đều nằm ở trong pháp hữu vi hết. Cuộc sống của chúng ta đó thì thường bám víu vào những chỗ đó. Chúng ta theo đạo Phật thì chúng ta nghĩ rằng đời đời kiếp kiếp là mình chỉ biết có Phật pháp, và như vậy Phật pháp là cái gì đó mà mình nương tựa. Mà Đức Phật Ngài cũng nhắc chúng ta rằng ngay cả giáo pháp của Phật cũng vô thường. Chúng ta chăm sóc rất tốt, rất kỹ cái thân của mình, cái ngoại hình của mình, nhưng rồi chúng ta sẽ già, sẽ bệnh, sẽ chết. Chúng ta bỏ hết thì giờ tâm trí để xây dựng ngôi chùa, mà chúng ta nghĩ ngôi chùa đẹp nhất rồi, chỉ một hai thế hệ rồi nó cũng tàn rồi, và có thể rằng cũng chưa biết khi mà chúng ta nằm xuống ngôi chùa ra sao nữa. Tại vì khi mà chúng ta nhớ tới lời Đức Phật dạy rằng tất cả pháp hữu vi là vô thường, thì chúng ta nhìn lại xem thôi, những gì mà chúng ta có được, những gì mà chúng ta đang nương tựa, những gì mà chúng ta đang ý vào, những điều chúng ta đang bám víu, thì nó có thật sự như lời Phật dạy không? Và nếu tất cả đều vô thường thì Đức Phật khuyên chúng ta làm gì? Đức Phật Ngài không khuyên chúng ta rầu rĩ, không khuyên chúng ta nản chí, không khuyên chúng ta lo sợ, không khuyên chúng ta bi quan, không khuyên chúng ta sống tiêu cực. Mà càng thấy được vô thường, càng hiểu được sự vô thường, thì chúng ta cần tinh cần, cần phải tích cực. Tại vì sao vậy? Nếu chúng ta không tinh cần, không tích cực, thì khi mà cái sanh cái diệt nó hiện diện thì chúng ta khổ. Cái sanh cái diệt nó sẽ cuốn phăng chúng ta đi, và chúng ta không có một cái cơ sở nào tốt hết. Thành ra ngày chúng ta hãy tinh tấn. Tinh tấn ở đây là gì? Tinh tấn thắp sáng tuệ quán, thắp sáng ý thức, thắp sáng được cái nhìn như thật. Bởi vì cái khác biệt giữa Phật pháp và cải lương á, cải lương á thì nói chuyện bi lụy, cải lương cho chúng ta biết những cái chuyện là cuộc đời là khổ, nói nhiều khổ mà khổ bằng nước mắt, càng lâm ly càng tốt. Phật pháp không nói về sự vô thường để chúng ta khóc, pháp không nói sự vô thường để chúng ta lâm ly. Đức Phật Ngài nói không có dạy rằng cuộc đời là vô thường, cuộc đời là khổ, rồi các con hãy khóc đi, các con hãy buồn đi. Đức Phật không dạy như vậy, mà Đức Phật Ngài dạy rằng cuộc đời là vô thường, các con hãy tinh tấn. Tức là Đức Phật nói lên một cái thực trạng của cuộc sống, và Ngài cũng dạy chúng ta có những điều rất quan trọng chúng ta có thể làm được, đó là sự tinh tấn. Thành ra ba lời dạy này, lời dạy đầu tiên là những ai hành trì chánh pháp một cách chân chánh là cúng dường Như Lai bằng cách cao thượng, đó là lời dạy chúng ta phải nhớ. Sau khi Như Lai viên tịch rồi, pháp và lực mà Như Lai đã thuyết giảng là thầy của các con, cũng là điều thứ hai mà chúng ta phải nhớ. Và sau cùng, lời dạy sau cùng từ kim khẩu của Đức Phật, các là vô thường, các con hãy tinh tấn. Thì thưa quý vị, ba lời dạy này đó, nếu mà chúng ta thường tâm niệm, thường ghi nhớ đó, thì sẽ soi sáng cho chúng ta rất nhiều về cuộc sống này. Chúng tôi xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp Buddha Dharma. Kính chương chư tăng đã vào Rung để thuyết giảng đảnh lễ quý ngài. Thân chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Sa thú lành thai. Con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm, quý ấp, sư ngôn viên.